Và tiếp nối chương trình vào ngày hôm nay sẽ là một tiếng hát rất đặc biệt và hết sức là quan trọng. Không phải là tài thiên tài quên, mà thiên tài cố tình để cho nghệ sĩ này hát vào cái giờ chót, một cái giờ phút mà hết sức là quan trọng. Đến từ chương trình Bông Lúa Vàng do Đài Phát thanh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện. Tiếng hát của nam nghệ sĩ Phương Thế Thế Thế. Xin mời em. Phương Thế tiếp đón rất là nhiều anh em đồng nghiệp, trong đó có những người là thân tình của gia đình. Bây giờ đến lúc em phải hát. Cảm ơn anh MC. Phương Thế thì tính không hát rồi, để nhường lại cho anh em hát. Tại vì bữa nay nhiều anh em nghệ sĩ và anh em tài tử nhiều lắm. Mà thôi anh Tài giới thiệu lên thì em cũng xin cảm ơn. Và Phương Thế cũng xin thay mặt gia đình bên vợ xin cảm ơn những tấm chân thành của anh em và cô chú bữa nay đến đây dự buổi tiệc giỗ năm đầu của mẹ vợ em. Em xin chân thành cảm ơn rất nhiều và xin cảm ơn rất nhiều. Các anh chị phải chơi với em, với em tới tối luôn nha, chứ không ai được về nha. Chơi phải tới tối luôn á, live show này chơi tới tối luôn á. Và để liên tục chương trình năm nay, Phương Thế gửi đến một trích đoạn trong cái tuần kinh lâm mang tên Tìm Em Nơi Đâu Sẽ Đi Cùng Thưởng Thức. Kìa Thiên, tại sao em lại đến đây? Em đến đây để gặp anh lần sau cuối, rồi em sẽ theo chồng phải không? Thôi em đừng nói gì nữa, em hãy về đi anh Dũng, về đi em. Thôi em hãy đi về, vĩnh biệt kể từ đây. Đừng luyến lưu làm chi, đừng giận dương làm gì. Ai thật lòng yêu ngoài nên bây giờ mình đã biết. Duyên tình hai ta em hãy xem là huyền thôi. Anh đừng giận em, nào ước muốn giàu sang với tình duyên trái ngang. Em thì chưa hiểu nên đành cầm nín cho đẹp lòng. Vậy mà hôm nay định mệnh chia cách đôi ta, em biết làm sao đây? Em nỡ quên sao, nói chi câu chia lìa, nghe nhói đau trong lòng. Bây giờ mình phải xa nhau, ôi sao quá trong tơ đặng chia lìa chúng con từ đây. Tình mình bây giờ thôi đành ngăn cả đắng cay cuối chung. Tình ta như gió thoảng bay xa, lặp lại giữa đêm đường lòng nhớ mãi không quên. Mắt anh luôn đây nhỏ và tiếng cười tắt trên bờ môi. Người ơi nghe em nói trong phù tình anh, tình anh quyền về trong tim xin khắc ghi bóng hình anh. Thôi tôi thì ơi đừng gọi tên anh nữa, mà chỉ cho giây phút chia ly thêm nặng sầu đưa tiền. Vì lát nữa đây dõi ta mỗi đứa một phương trời diêu diện, thì em mới lưu luyến mà chi yêu thương để làm gì. Rồi tình cũng chia ly, về đi em ơi. Đừng gọi tên anh nữa mà chi cho mắt lệ rưng sầu. Lần này nữa thôi là ta nhận biết nhau rồi. Trời ơi vậy mà bấy lâu nay chỉ thầm thương trộm nhớ, và cứ ngỡ cuộc tình mình mãi mãi bên nhau. Nhưng có ngờ đâu định số trớ trêu, để ai ta kia xa trong đau đớn.
lần này nữa tôi rồi chia xa mãi mãi. Người yêu ơi, anh đau trong lòng. Anh dùng thì nói vậy tôi chứ anh nào có giận em đâu, vì tất cả là do ba em sắp đặt. Hai ta phải cúi đầu chấp nhận đôi ngả vì mỗi đứa một con đường. Vâng, xin lỗi nhiều.